chào các bạn đến với trại hè của xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Hôm nay là ngày 28 tháng 7, đầu cuộc thi trại hè của xã Hương Sơn đã tổ chức. Đây là trại của thôn Cẩy, xã Hương Sơn. Còn bên đây là thôn Đồng Thủy. Đây là thôn Mỗ Giàng. Công chức văn hóa, giáo phòng, thống kê, cô Vũ Thị Mai, giáo án sản phẩm sản xuất và bà Trương Thị Thanh Hoa, giáo viên.
quân thường trở lại bất kỳ cách mạng lãnh đạo tầng lớp nhân dân chiến đấu từ giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của thôn Việt Hương. Tiếp theo chương trình, xin mời thôn Đồng Tâm với đơn ca nữ Hào Khí Việt Nam.
của thôn Hương Thân, múa lời Du Âu Lạc. Sau đây chúng ta lại tiếp tục đến với vòng thứ hai. Xin mời thôn Phú Lộc với tiết mục múa Mắt Xước Ngoài Trầu Ái Độ Son.